nào, vách kịt là assignment nha mấy đứa. Assignment. Lưu ý cho cô này, vách kịt đặt chữ thường nha, new một glass nè. Rồi bây giờ nhìn nè. Cô mở assignment luôn. Buồn thương chiếc áo năm nào rảnh đôi bờ vai. Nè, nhìn ha, mình sẽ có 3 loại nhân viên. Một loại là nhân viên thường, nhân viên văn phòng, nhân viên đi làm, ăn công ăn lương. Nhân viên thứ hai là nhân viên dành cho tiếp thị, đúng không? Tiếp thị thì họ có gì đấy, họ cũng là một nhân viên, họ hưởng các chế độ như là nhân viên, công thức tính thuế vân vân, mọi thứ như là nhân viên khác. Tuy nhiên họ có một cái doanh số và huê hồng, đúng không? Tức là huê hồng dựa trên cái doanh số. Ví dụ như là huê hồng ví dụ như là đây này, có công thức nào. Đây, công thức huê hồng đâu nhỉ? Huê hồng từ doanh số bán hàng của mỗi nhân viên. Nó không nói, vậy mình cứ cho đại bao nhiêu phần trăm, đúng không? Đúng không? Thu nhập thì sẽ bằng là gì đấy ạ? Cái huê hồng sẽ bằng cái doanh số nhân với bao nhiêu phần trăm đó thì ra được huê hồng, đúng không? Thu nhập thì sẽ bằng lương nè, cộng huê hồng thôi. Còn cái doanh số kia là doanh số công ty, các bạn không có cộng với doanh số nhá, chỉ cộng với huê hồng thôi. Ok. Rồi. Rồi. Tại sao cái get thu nhập lại phải override? Đây nè, get thu nhập phải có hai cái giống nhau, bởi vì sao ạ? Nhân viên thì có get thu nhập của nhân viên riêng. Tiếp thì get thu nhập riêng. Thành ra là người ta phải thêm cái viết lại, gọi là override á, viết lại cái hàm này. Còn trưởng phòng thì có lương trách nhiệm, đúng không ạ? Và cái này vì lương trách nhiệm nó gắn với cái thu nhập, cho nên là cũng phải ghi lại, ghi đề. Tức là mình phải viết lại cái hàm tính thu nhập. Chỗ này các bạn hiểu không ạ? Ok. Vậy là ở đây nè các bạn, kế thừa ở chỗ nào các bạn nhìn nhá. Tất cả các nhân viên đều có tên, có mã, có lương. Anh này cũng có. Thay vì cô phải viết 3 class riêng biệt và cái mã cái lương viết vào đây, cái mã cái lương viết vào đây, đúng không? Thì bây giờ hai ông này không cần viết, đúng không ạ? Mình gom lại một class. Các bạn thấy cái code nó ngắn gọn hơn rất là nhiều nha. Ok chưa? Rồi. Trước kể lúc mà các bạn thực thi á các bạn. Đây, mình tận dụng được một cái tính chất gọi là tính chất đa hình. Bây giờ như này nè, cô sẽ mô phỏng lại nhá. Đây, nếu các bạn không kế thừa thì các bạn làm như thế nào? Cái bài này nếu không kế thừa, các bạn tạo một cái class là nhân viên. Nhân viên. Trong đó sẽ có mã. Có mã, có tên, có lương, có hàm là get thu nhập. Có hàm là thuế thu nhập. Có hàm là xuất thông tin. Rồi, các bạn cũng làm thêm một cái class gọi là class gì đấy ạ? Tiếp thị, đúng không? Cũng có anh này, nhưng các bạn thêm cho cô thuộc tính là doanh số, huê hồng. Đó, còn lại giống nhau. Rồi các bạn thêm một class là class gì ạ? Trưởng phòng. Và anh có là tiền trách nhiệm, đúng không? Đấy. Phải tạo ra ba anh này, rồi xong, ba anh này độc lập không có liên quan đến nhau. Rồi bây giờ tôi muốn tạo một danh sách nhân viên. Tạo danh sách nhân viên. Thì tôi phải tạo tận mấy danh sách hả các bạn? 3 danh sách. Đúng không?
Các bạn sẽ có là array list, nhân viên. Được chưa? Array list by, array list đúng không? Tiếp thị. Trưởng, trưởng phòng. Vậy thì khi lấy nó có khó, có vất vả không ạ? Rất vất vả nhá. Rồi, ba anh được độc lập không liên quan với nhau, nhập phải nhập gọi tới ba danh sách, rất là vất vả. Cô không có viết cái code này ra tại vì viết nó rất là dài. Rồi bây giờ là cô sẽ sử dụng cái kế thừa, các bạn xem nó tối ưu đến mức nào nhá. Rồi bây giờ cái class này cô sẽ tạo một class này, còn hai anh này kế thừa lại class nhân viên, đúng chưa nhá. Thực ra kế thừa bản chất là nó tối ưu code thôi, tận dụng lại code, kế thừa lại code. Ok rồi, vậy ở đây cô sẽ cả tạo class nhân viên. Các bạn lưu ý nhá, tên class từ đầu viết hoa. Ok, rồi các bạn có public, để public cũng được nha. Đó, mã nhân viên public string. Rồi, để các bạn biết string hay là gì, các bạn quay lại để các bạn coi cho cô này. Ở đây nó để string, string double, thấy không? Tức là mình phải viết theo cái mô tả của class. Cái này gọi là class diagram. Thì sau này các bạn đi làm nghề, làm lập trình á, thì các bạn không thiết kế ra anh này, mà sẽ có một cái level khác, họ sẽ thiết kế ra anh này. Nếu các bạn là coder thì các bạn chỉ cần mô phỏng lại đúng anh này, mô phỏng sai tức là code lỗi, họ bắt làm lại đó. Nếu các bạn làm dư ra một cái method thôi là các bạn lỗi. Nếu thực sự các bạn lập trình, các bạn nói không, tôi phải thêm một method này để hỗ trợ cho tôi công việc này tốt hơn, code nó tốt hơn, thì các bạn phải thảo luận lại, trao đổi lại với cái leader của mình. Leader cho phép thêm, các bạn mới được thêm, và cái đấy các bạn phải sửa lại thiết kế. Hiểu không? Trừ với Nam. Hiểu không? Ừ. Nam, gu Nam hay lắm. Nam trừ đều được. Ok. Được chưa? Hiểu không ạ? Vậy là nếu như các bạn lưu ý này, tại sao cô không cho các bạn thêm cái method? Tại vì để các bạn hướng dẫn các bạn cách tuân thủ quy tắc. Các bạn là coder, các bạn phải tuân thủ, đúng không? Ok. Ừ. Được chưa? Có thể thay đổi, nhưng với trường hợp khi các bạn thay đổi, các bạn phải gì ạ? Phải được phê duyệt của leader, và đồng thời phải sửa luôn cái design như các bạn thiết kế nha. Cái này được gọi là class diagram. Ok. À. Ok, tiếp. Giống như các bạn làm xong rồi, cô xin cô là cô cho em đổi được không? Cô đồng ý. Ok. Được chưa? Trong lớp học vậy. À, public. Cái này nó để dấu còng cho nên để public nhé các mấy đứa. Thấy không? Dấu trừ là private nha. String họ tên. Thậm chí tên của các bạn cũng phải đặt đúng cho họ tên. Nó mã NV. Ví dụ như chữ thường, các bạn để chữ thường như cũ. Tên NV. Họ tên chứ đúng không? Đấy, mình tuân thủ đi. Rồi. Lương, public, double, lương. Rồi, xong. Rồi, còn ba cái method là get thu nhập trả về double, public, double, get thu nhập, return, không. Để đây đã, khỏi lỗi, được chưa? Rồi, get thuế thu nhập, public, trả về gì ạ? Double luôn. Get thuế thu nhập cũng return không, và cuối cùng hàm xuất thông tin đúng không, để void đúng không, public void xuất thông tin. Các bạn thấy cô gõ nhanh không? Ngày xưa học mười ngón siêu lắm. Rồi đó, đã xong được một class rồi. Bây giờ mình bắt đầu làm clear đây này. Anh này là nó sẽ return lương đúng không? Nhân viên đâu có thu nhập khác ngoài lương đúng không các bạn? Rồi ok, return dit chấm lương. Xong. Được chưa? Rồi bây giờ mình coi thuế thu nhập nó tính sao nào.
Thuế thu nhập nha. Dưới 9 triệu đồng không đóng thuế. Từ 9 đến 15 triệu đóng thuế 10% và trên 15 triệu đóng thuế 12%. Được chưa? À, vậy thì mình gì ạ? Thuế thì bằng gì đấy ạ? Thuế thì bằng ghét thu nhập. Alo? Lên phòng chị Thúy, gặp chị Thúy nhé. Lấy cho cô 10, lấy cho cô 10 phần quà cộng với một thùng nước nha. Một thùng nước Rồi rồi rồi. Ok, tiếp nha mấy đứa. Thì thuế thu nhập thì bằng thu nhập nhân với cái phần trăm đúng không? Vậy mình sẽ có nè. Double thu nhập sẽ gán bằng ghét thuế thu nhập đúng không? Đúng chưa? Ghét thu nhập đúng chưa? Rồi nếu if nếu mà thu nhập lớn hơn hoặc bằng mấy ạ? 15 triệu. 15 nghìn ha, cô 15 triệu thì cô để là 11.500 đi. Đấy, ví dụ vậy. Cái chưa? Mình để tiền đô cho nó vui nha. 15 triệu nó bự quá. Thì return mấy ạ? Return thu nhập nhân mấy ạ? Đúng rồi. Cái này chỉ là thuế thôi nhá. Được chưa? Else gì ạ? Thu nhập lớn bằng mấy ạ? 9 triệu. 9 nghìn nhá. 900. Cái này là 15 nghìn. Cái này là 9 nghìn. Thì return mấy ạ? Cần gì bé? Nếu mà bé hơn 15 thì nó mới rơi vào đây chứ, còn lớn hơn 15 thì nó đã rơi vào đây rồi. Đâu cần điều kiện lớn hơn 15 nữa, anh bé hơn 15 nữa đúng không? Tại vì nếu nó lớn hơn 15 thì nó rơi điều kiện trên rồi. Ok. Nhưng mà viết thêm thì không sai, nó chỉ giữ miếng thôi. Đồng ý chưa? Return cho mấy ạ? Thu nhập nhân 0.1. Ngược lại đi tên mấy ạ? Đúng rồi. Thực ra không cần else nó cũng return không. Tại vì không rơi hai cái này thì nó sẽ rơi vào cái dưới đúng không? Ok, nhưng mình else cho nó đầy đủ. Xong chưa? Đơn giản chưa? Đơn giản đúng không? Rồi. Ok, xuất thông tin này các bạn, mình xuất cái gì? Mình xuất mã họ tên, lương, thu nhập, thuế và cuối cùng là tổng thu nhập cuối cùng. Đúng không? Ok. Rồi bây giờ cô sẽ xuất theo chiều ngang nha mấy đứa. Xuất theo chiều ngang là mình sẽ xuất theo dạng cột á. Cột á. Trời trời trời, sao tôi. Alo. Alo. Ơi ơi. À, đến
chị hôm qua chị nói là có mà. Rồi rồi rồi, nói bạn để con tắt với chị nha. Rồi 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 rồi, thank you ạ. Rồi. Tiếp nha các bạn ơi. Bây giờ cô sẽ dùng cái này, nhìn nào. Cô dùng là cây Prinep nha các bạn ơi. Prinep là gì ạ? Bùi Nam. Prinep có nghĩa là gì? Sốt gì ạ? Nhưng mà từ ép là có nghĩa là gì ạ? Ôi trời. Nhắc nhẹ quá à. Sư phụ cái gì? Ông làm gì mà ba ông nói chuyện tiếp liền vậy? Có gì vui vậy? Nói chuyện về nước Mỹ à? Rồi, ok. Bây giờ đổi đề tài sang Ukraine đi nha. Rồi, tiếp nào. Prenef ở đây các bạn là để in ra là đầu tiên các bạn sẽ in mã đúng không? Mã là phần trăm S này các bạn. Các bạn để nó bao nhiêu vị trí để in nó? Mã nhân viên string 6. Rồi. Rồi bao nhiêu vị trí để in tên? 20 đi. Rồi. Bao nhiêu vị trí để in lương? Rồi, không có cũng phải in. In số 0. Mấy chữ số? 2, 4, 5 chữ số đấy rồi nè. Phần trăm gì? Nó 5 số thì mình cho 6 đi. Đừng chậm mấy đứa, tiền có lẻ lẻ kỳ lắm. Tiền phải chẳng. Rồi. Bao nhiêu phần trăm để làm thuế? Bao nhiêu chỗ cho 6 luôn đi. Bao nhiêu chỗ để thu nhập tờ túi thu nhập cuối cùng? 6 luôn đi. Trời ơi, thu nhập cuối cùng nó còn trừ thuế nữa ông ơi. Bây giờ thu nhập thì đã 6, thu nhập cuối cùng nó còn trừ thuế nữa, làm sao mà nhiều hơn cái này được. Đúng không? Rồi xẹt cái n cho nó xuống dòng phẩy. Rồi nè, in ra nè. Mã họ tên, lương, thu nhập, đúng chưa? Thuế. Rồi bây giờ tổng thu nhập bằng bao nhiêu? Bây giờ tôi tính tổng nè. Double tổng bằng, có phải là thu nhập trừ thuế không? Đúng chưa? Rồi bây giờ mình còn tổng tiền đúng chưa? Rồi chuẩn chưa? Ok. Hợp lý không? Hợp lý, không hợp lý cũng không được. Được chưa? Đây nè, tổng thu nhập sẽ bằng thu nhập của mình. Thu nhập cuối cùng á sẽ bằng thu nhập của mình trừ thuế. Anh nào mà ít tiền quá không trừ thuế thì thôi. Đúng không? Tổng có mới khai báo mà. Thiếu đâu thiếu. Hả? Cái gì hai? Hai? Ờ. Đúng rồi, thiếu cái lương. Lương, thiếu thu nhập. Thuế, đúng rồi. Chính xác, thêm cái này nữa. Bạn nào nhìn ra hay vậy? Được chưa?
Rồi. Đúng rồi, ông Duy nó đâu cần quan điểm, nó cần kiến thức. Mà bốn chín chín mới cần điểm không? Hồng nói chưa, học sinh giỏi vẫn thích chứ, nói chứ. Ok, cộng điểm. Rồi. Gì vậy? Mày nói chuyện này đừng học nữa. Trời trời, mấy đứa này sao cái nhóm này hô ơi, thằng nam quản nó mà cho cô gái luôn. Ok không luôn, ổn không, mở máy ra làm đúng không, bấm điện thoại gì đi. Rồi cái ông kia ngáp như vậy, bữa trước tìm được chìa khóa không, để đâu, hay quá. Cô, vừa nãy đứng đuối phải không cô? À. Nó đi ra ngoài nó tìm cả chân trời, nó tìm tới cô luôn á, kinh không? Dã man thiệt. Rồi, ok chưa? Tiếp nha. Bây giờ kế thừa nè. Đấy, cốt mà bình thường một cốt nó viết dài vậy đó. Nếu mà cái kia mà double thì nó cũng phải viết từng này. Hiểu không ạ? Bây giờ nha, mình sẽ tạo một cái nữa là tiếp thị nha mấy đứa ơi. Tiếp thị nè. À, nếu như mà không có gì thay đổi thì nó là phải viết như này nè mấy đứa. Nó viết cỡ như này nè. Nó viết như vậy đó. Rồi nó thêm mấy trường ạ? À, double doanh số. Đúng chưa? Rồi public double hay không, đúng không? Úi giời, thu nhập sẽ bằng cái gì? Lương cộng với ạ. Doanh số Huế Hồng. Ủa? Huế Hồng ở đây là tỷ lệ đúng không mày đứa? Alo? Bạn tới tòa nhà rồi đúng không? Thì bạn đang đứng ở đâu nhỉ, để mình nói người ra đó. À, đứng trước cửa chính đúng không ạ? Rồi, bạn chờ xíu nha, để mình gọi người xuống đón nha. Rồi, Huế Hồng này là tỷ lệ Huế Hồng nha các bạn. Đó, sẽ bằng là doanh số cộng với doanh số. Nhân cho Huế Hồng nhé. Hả? Tức là tỷ lệ Huế Hồng đó. Alo. Ừ, em ra đang trước sảnh của cái tòa nhà của mình ấy, ra được phía trước ấy, cái cổng trước ấy. Không phải chỗ nhà xe nha. Đón khách mời giùm cô nha. Đón khách môn tới rồi. Rồi, cái gì vậy?
Alo. Rồi. Vậy thì các bạn nhìn à, nó chỉ thay đổi cái này thôi đúng không? Cái này không đổi đúng không? Cái này không đổi đúng không? Rồi các bạn để ý nè. Nếu mình kế thừa thì không kế thừa thì nó viết thêm từng này. Mà kế thừa thì mình bỏ được này. Không cần viết. Bỏ luôn anh này, không cần viết. Đúng chưa? Bỏ luôn không cần viết. À thì chỗ này các bạn phải là gì đấy hả? Extend nhân viên. Và chỗ này mình không cần để edit, mình để super nha các bạn. Để edit cũng không sai. Super là cha, hiểu không? Super là đại diện cho cha. Super chấm là truy xuất tới thành phần của cha. Ok. Nhưng mà không có super nó vẫn hiểu nha các bạn. Đấy, nó vẫn nhận được nha các bạn. Đồng ý chưa? Và bài toán trở nên gọn gàng, quá gọn luôn đúng không? Rồi tương tự với trưởng phòng nhá. New Java class trưởng phòng. Và trưởng phòng thì mình tương tự copy, tương tự cái tiếp thị. À chỉ cái này đổi thành trưởng phòng thôi. Và cái này có gì đấy hả? Trách nhiệm đúng không? Và này cộng với cái gì ạ? Đúng rồi. Xong chưa ạ? Ôi nó ngắn quá. Ngắn quá nó kỳ. Thấy chưa? Rồi bây giờ cô làm một demo nè. Quan trọng là demo. Demo thì mình tạo, các bạn thấy là bình thường mình phải tạo 3 cái danh sách đúng không? À bây giờ các bạn nhìn cô tạo nè. Một danh sách. Cô viết một cái chương trình. Chương trình nha, hay là cái hàm chạy nha. Trong chương trình này cô sẽ có một cái hàm chạy. Ok. Hợp lý chưa? Rồi bây giờ cô tạo danh sách nè. Array list. Theo các bạn thì cô tạo array list của cái gì ạ? À? À nhân viên. Danh sách gắn bằng new array list nhân viên. Rồi. Ok. Bây giờ cô tạo một, nhập vào một cái gì ạ? Nhập vào nhân viên thì nó sẽ là nhân viên. Nhập vào trưởng phòng nó là trưởng phòng. Nhập vào tiếp thị nó là trưởng tiếp thị. Rồi nhìn nha. Nhìn nè. Nhập nha. Mình cần nhập cái gì ạ? Nếu là nhân viên thì mình chỉ cần nhập mã họ tên và lương thôi. Nếu là tiếp thị thì mình nhập mã họ tên lương và doanh số là. Rồi ok, rồi nhìn nào. Có nhiều cách để làm. Các bạn có thể dùng lựa chọn đúng không? Ok. Bạn muốn nhập gì? Bạn muốn nhập nhân viên hay là tiếp thị hay là trưởng phòng đúng không? Hoặc là chọn một, nếu nhập nhân viên chọn hai, nhập tiếp thị còn lại sẽ nhập trưởng phòng chẳng hạn đúng không? Ok. Rồi. Bây giờ cô sẽ dùng cái do while để cô nhập bao nhiêu cũng được. Tùy mình ha. Nhập khi nào dùng thì dừng thì thôi. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ hỏi nè. Ok. Bạn muốn nhập gì? Đúng không? Rồi, cô thêm một chức vụ vào đây. String chức vụ. Rồi. Nhập gì? Chọn bạn muốn nhập trưởng phòng hay là tiếp thị hay là nhân viên? Hai chấm. Ok. Rồi. Chức vụ chấm gì ạ? Bằng scanner
Chấm nếch ạ, đúng không ạ? Được chưa? Rồi, scanner vào đây. Đây, nhập thì giống nhau nhá. Nhập thì ở đâu cũng phải nhập nhiều từng này cả. Mà không cần viết nhập ở trong nhân viên đâu. Các bạn viết nhập ở đây luôn. Ok. Rồi. Rồi. Ok. Tiếp nữa các bạn nè. If nha. Dùng if hoặc sheet. If nè. Chức vụ mà equal bằng cái anh mà tiếp thị bằng trưởng phòng. Đúng không? Đúng chưa? Thì mình sẽ nhập cái gì ạ? Khoan, các bạn nhập cái gì cho gọn nhỉ? Họ tên, mã sinh viên, các thứ là đều nhập được hết đúng không? Nhập xong rồi mình mới hỏi tiếp được không mấy đứa? Mình có mã, có tên và có lương thì ai cũng giống nhau đúng không? Rồi xong mình mới chọn chức vụ trước đúng không? Xong mới chọn chức vụ đúng không? Nhưng nó sẽ chọn chức vụ trước thì nó bị trùng. Đúng không? Đúng không? Nó sẽ không chọn nào trước. Bây giờ nếu chức vụ nè. Thì các bạn có là gì? Có tên đúng không? À new nè. Nhân viên nè. Bây giờ các bạn tạo một cái nhân viên cho cô. Nhân viên. NV. Đúng không? Nếu chức vụ thì ta có NV bằng new. Nếu mà trưởng phòng thì new là trưởng. Trưởng phòng. Đúng không? Các bạn có là nhân viên chấm gì ạ? Chấm mã sẽ gắn bằng sc.next line next đúng không? Nhập mã. Rồi. Nhập gì ạ? Nhập tên. NV chấm họ tên bằng sc.next line đúng không? Rồi lương đúng không? NV chấm lương gắn bằng sc.next double đúng không? Ok. Đó. Thì nếu mà trưởng phòng thì các bạn có nhập thêm cái gì ạ? NV chấm à trách nhiệm đúng không ạ? Đúng không? NV chấm trách nhiệm. Ồ từ từ sao không thấy trách nhiệm? Không, cô cố tình là nhân viên mà. Cô cố tình new nhân viên mà, new trưởng phòng mà.
Ủa sao không thấy trách nhiệm ta? Ủa? Không không không. Đang cô đang cố tình để nhân viên em nè, nhân viên nè, nhưng mà nhân viên này là new trưởng phòng nè, thấy không? Cô cố tình để new trưởng phòng á. Hiểu ý cô không? Đương nhiên không hiểu rồi. Tại vì cái này cô nhớ cái này đa hình không? Cái này cô nói cái này nè, mình có cái tính chất đa hình á. Mày để nhớ không? Đấy này, hiểu, tức là cái này, cái cha có thể new được cái con. Hiểu không? Nó có thể truy xuất được cái con. Đây, bình thường níu được mà tự nhiên cái này không níu được là vì sao? Từ từ. Lý do vì sao? Từ từ. Khoan, không có lý do gì không níu được. Nhân viên NV, nhưng mà níu cái trưởng phòng. Tại vì nó sẽ là cái, nó là tạo cái constructor của con thì nó sẽ nhìn thấy cái public của con chứ, bình thường chứ. À, vô lý ta. Sai chỗ nào ta? Không thể sai. Đây, không thể sai chứ. Nhân viên nè, trưởng phòng nè, thấy không? Cái này cô còn làm khó hơn nữa. Cô còn để là private nữa, mà vẫn truy xuất bình thường mà. Rồi, à kỳ ta. Cô mà sửa lại nó lại sai mất cái thiết kế. Trời ơi, bực nhỉ. Nó phải nhìn thấy con. Chà, kế thừa rồi. Bực ta. Đấy, mấy cái này là có thể dễ làm các bạn rối lắm nè. Rồi bây giờ nè, có cách khác để các bạn làm. Thực ra nó có một cách khác để làm như thế này. Hả? Chấm gì? Không, như nhau mà em. Trên íp và dưới íp là như nhau, không có gì khác nhau đâu. Bản chất nó là một. Rồi bây giờ thêm cái nào. Cái này thì hơi kỳ, nhưng mà làm nè. Tạo thêm một cái constructor cho nó. Đây nè. Nhưng mà không, trong thiết kế bản chất nó không có constructor. Thế ra là cô không muốn thêm đâu vậy đó. Rồi thêm một constructor cho anh này. Public. Nhân viên. Thêm đối số vào. String mã. String tên, string double lương, constructor nha. Rồi dit chấm mã bằng mã dit chấm họ tên dit chấm lương, được chưa? Rồi constructor của cha nè. Và con có thể sử dụng lại constructor của cha bằng cách như thế này. Tiếp thị trưởng phòng. Đây. Ở đây nó lập tức lỗi. Lập tức lỗi. Bởi vì anh này có constructor, nhân viên có constructor. Cái này là một cái câu chuyện khác nha. Cô sẽ nói kỹ về cái này, tại vì nó liên quan đến khái niệm constructor. Các bạn thấy là khi cô tạo constructor cái thì lập tức những cái class khác nó bị lỗi. Tại sao bị lỗi? Nó bảo nè, tại vì constructor nhân viên trong class nhân viên nó không thể apply vào cái constructor của cái anh tiếp thị. Cho nên anh tiếp thị muốn không bị lỗi thì anh tiếp thị phải thêm một constructor. Đây, public constructor tiếp thị. Rồi, nó phải gọi constructor của nhân viên. Vậy nhân viên có constructor nào ạ các bạn? Có một constructor này thôi. Và constructor này là có đối số. Đúng không?
Bởi vậy nó phải gọi constructor có đối số này. Vậy khi nó gọi như thế nào nè? Để gọi constructor của cha thì nó dùng cái từ khóa super. Super mà chấm là truy xuất tới thành viên của cha. Super mà móc tròn là gọi tới constructor của cha. Mà cha có mấy đối số ạ? À? Có 3 đối số là mã. Thì phải truyền cho cha đúng từng đó. Đúng chưa? Rồi. Ngoài ra tiếp thì mình cần nhập thêm constructor, mình cần thêm hai cái đối số nào ạ? Doanh số và huệ hồng. Đúng không? Vậy mình sẽ gán giá trị cho nó. Thấy hết lỗi chưa? Thấy hết lỗi chưa? Đúng chưa? Rồi tương tự với anh trưởng phòng cũng vậy. Nó cũng phải tạo ra một constructor và nó gọi thử cha, không gọi là lỗi ạ. Cái này tôi thay trưởng phòng bằng tiếp thị bằng chữ trưởng phòng. Thấy hết lỗi chưa? Và đít chấm gì ạ? Rồi mình bỏ anh cái ông này đi. Hợp lý chưa? Xong chưa? Rồi ở bên này thì sao? Mình sẽ khai báo các biến. Thực ra biến thì không khai báo nên khai báo trong do. Nhưng trường hợp này là mình để đây string. Cái này là string. Cái này là double. Cái này là double. Rồi tại sao đây lỗi à các bạn? À, bây giờ cái constructor không đối số nó mất rồi. Bởi vì sao? Khi các bạn khai báo tường minh một constructor nào đó thì constructor ngầm định tự động nó mất. Mất đi. Vậy nhiệm vụ chúng ta là đơn giản là đưa nó về đấy. Đúng rồi. Mã NV họ tên lương tên hết lỗi chưa? Sao để mình add nó vào đâu mấy đứa? Đúng rồi. À thôi, mình add ra sau nha. Đúng chưa? Rồi, nếu ngược lại nó là gì các bạn? À, chức vụ mà là tiếp thị đúng không? Đúng chưa? Thì cũng như vậy. Copy. Đúng chưa? Hả? À, đổi cái trách nhiệm thành đổi nó thành doanh số và huệ hồng đúng không? Cái này là doanh số. Cái này là huệ hồng. Rồi cái này là new hay gì ạ? New gì ạ? New tiếp thị. Tiếp thị thì có gì ạ? Doanh số, huệ hồng. Hết lỗi chưa? Rồi. Còn ngược lại sao ạ? Nhân viên bình thường. Nhân viên bình thường thì không nhập doanh số và huệ hồng nữa.
Và cái này là new nhân viên. Chưa? Hết lỗi chưa? Ok. Các bạn thấy cái này bị lặp không? Bị lặp đúng không ạ? Cho ra ngoài. Cái nào cứ lặp là cho ra ngoài. Cho lên trên. Anh này bỏ không? Bỏ. Anh này bỏ. Ổn chưa? Cốt ngắn được một khúc, mày thấy không? Ok chưa? Hợp lý không? Đấy là một nhập một bản đúng không? Nhập nhiều bản thì sao ạ? Hỏi có tiếp tục hay không đúng không? Ok. Cái khúc tiếp tục hay không khỏi gõ nha. Tôi muốn copy gõ mất công lắm mấy đời. Đâu rồi? Cái nào ta? Cái bữa trước mình cho nhập cái gì mà tiếp tục hay không ta? Giờ kiểm cũng mất thời gian, gõ lại nhanh hơn. Rồi. String flag ha. Trời ơi. Tôi gõ lại nhanh hơn nữa. Rồi. Tiếp tục. Yes or no. Chết cha, có sự kiện mấy đời. Rồi. Cái gì ạ? Flag. Íp luôn. Flag. Ủa? Không sao, bỏ sự gì flag này đi. SC chấm gì ạ? Next. Chấm equal ignore case. Yes. Thì tiếp tục đúng không? Còn no yes, phủ định cái thì là break đúng không? Được chưa? Xong chưa? Nếu cách nhập vào các bạn mà yes thì tiếp tục, còn không yes thì thoát đúng không? Rồi, đứa nào tử tế thì thank you cái nó thoát đúng không? Rồi vấn đề là mình xuất ra ngoài này. Đúng không? For nhân viên. Vấn đề nó là nhân viên. Đúng chưa? Ok. NV. In gì ạ? Danh sách. Rồi NV chấm gì ạ? Gòn hơn ăn phở. Đúng chưa? Gòn chưa? Trời ơi quá dễ. Nó làm 4 hàm, tôi làm 1 hàm. Được chưa? Rồi thì cho kể cho, tôi chỉ cho cách làm 4 hàm như của em. Cô sẽ chỉ cho bạn cách làm 4 hàm như của em. Được chưa? Chờ xíu, nhưng mà sớm có thời gian thôi. Chạy nè. Trời ơi. Cốt mượt ơi mượt. Nhập mã 111. Tên, rồi tên bị nhảy rồi mấy đứa ơi. Ghét, tôi ghét cái nhảy này lắm. Nhưng mà phải chịu thôi. Đâu nhập tên trước nhất like, next cho tôi cái. Đúng không? Trước nhập cái này. Cái này cho tôi cái, làm sạch cái bộ đệm cho tôi cái. Rồi 1111 1111 11. Bạn muốn nhập trưởng phòng hay gì? Trưởng phòng. Rồi trách nhiệm 222. Đúng chưa? Tiếp tục hay không? Yes. Thấy chưa? Nhập mã 222. Rồi 222. Lương 22. Bạn muốn nhập trưởng phòng hay là tiếp thị TT? Ôi sao có số 2 vậy? Không, ngược lại. Ngược lại thì nó sẽ là nhân viên. Hiểu ý không? Rồi 333. Yes. 333. Rồi, tiếp thì nhá. Rồi, nó sẽ nhập doanh số 22. Huế Hồng đáng lẽ không chậm mấy đó đúng không? Thôi nô đi, kệ nó đi. Rồi, xuất ra ngoài. Chuẩn chưa? 11, cái này. Rồi, ôi gì dữ vậy? Double. Đúng rồi, chính xác. Được chưa?
0 đi nha. Chấm 0 là nó ra, thấy chuẩn chưa? Rồi, bây giờ nè. Bây giờ nè, cô sẽ một là cô sẽ lấy sửa lại cái nhân viên đâu. Cô sửa cái này là chấm 0 nha. Tức là không có phần thập phân đó. Rồi bây giờ nhìn nè. Cái mã của căn trái, cái căn trái để dấu trừ nè. Cái chữ tên của căn trái để dấu trừ được chưa? Bình thường nó tự động căn phải, để dấu trừ nó căn trái. Cái này là format nha. Cái này là môn C. Môn lập trình C nó ý chắc môn này không khác cái gì cả. Rồi, cô bonus thêm các bạn cái nữa là trong cái in ra đó, cô thêm cái gì ạ? Trên vòng lập for cô thêm cái dòng nó ra. Cái dòng này, cô dòng tiêu đề á. Đúng rồi, bà kia bà thông minh dễ sợ. Tư duy tốt đấy. Rồi, cái này là S đúng rồi, cái này S rồi. Cái này nếu mà xuất tiêu đề thì phải là chuỗi đúng không? S luôn. Mà tất nhiên không có không. Cái này S luôn đúng không? Đấy, mình xuất chuỗi mà, các bạn xem chuỗi gì nha. Đầu tiên là cái gì đấy ạ? Mã đúng không? Cái này là họ tên. Cái này là lương, tiêu đề mà. Cái này là thu nhập, thu nợ. Có 6 chữ rồi mấy đứa ơi. Cái này là thuế. Cái này là tổng nha. Chạy thử nào. 11 trưởng phòng. Đó, trách nhiệm là 22. Tiếp tục là yes. 22. Rồi. Tiếp thị doanh số nhiều lắm ấy ơi. Huế hồng là 0.11 đi ha. Yes. Ôi rồi. Nó ra nhập cái khác, yes là từ áo, đúng không? Thuế nè, ông này lương thấp quá, thuế không. Ông này nè, có thuế luôn, dã man nha. Đấy, tổng nè, chuẩn chưa? Ok chưa? Rồi, bây giờ nè, cô sẽ bonus một cái nữa, khoảng 7 phút thôi, nhanh. Cho bạn Nam. Bạn Nam muốn in luôn cả tiền trách nhiệm. Bạn Nam muốn in ra cả tiền trách nhiệm, tiền doanh số Huế Hồng đúng không? Đúng không Nam? Rồi, tôi chỉ cho cách nè, nhìn nè. Viết cực kỳ ngắn gọn mà hiệu quả. Rồi, lương đây đúng chưa? Rồi, tiếp theo lương là gì? Trách nhiệm đúng không? Trách nhiệm nè. Phần trăm 6.0F. Đúng không? Rồi, tiền doanh số đúng không? Phần trăm 6.0F nữa. Rồi, Huế Hồng đúng không? Phần trăm mấy? Cho 6.0F luôn. Đúng chưa? Rồi, bây giờ nè, anh nhân viên thì có trách nhiệm không? Không, để số 0 được không? Có doanh số không? Không. Có Huế Hồng không? Không. Rồi, ok. Rồi, kể em tiếp. Rồi, bây giờ nè, nhìn nè. Rồi, bây giờ tiếp thì bây giờ tôi phải override thôi. Đồng ý không? À, các bạn thấy nó có override đó, bấm vào đây nè, thấy chữ override chưa? Đấy, ghi đề đó. Tức là khi mà nó trùng tên thì nó sẽ override cha, nó ghi đề cha. Vậy cái này sẽ là gì đấy ạ? Anh này là tiếp thị thì có doanh số và Huế Hồng. Vậy chỗ doanh số thì cứ để đấy là doanh số. Cái Huế Hồng cô để là Huế Hồng. Rồi, cuộc đời thấy đơn giản không mấy đứa? Rồi, trưởng phòng sao ạ? Cũng vậy luôn, đúng rồi. Cái này cô để cái trách nhiệm vào đây. Rồi ơi, hai ông còn lại thì không, đúng rồi. Thấy đơn giản chưa? Rồi, còn xuất thông tin nè. Thêm cho cô cái là mấy, ba cái nữa, 6S. 1, 2, 3. Sau lương là gì ạ? Sau lương là tờ nhiệm, trách nhiệm. Cái này là doanh số. Cái này là ở hồng. Đó. Rồi, chạy thử nhìn là khác ngay.
run file. Rồi, nhập mã 1111. Không có ông nào mà có tên 11. Đây, 1111. Anh này là nhân viên. No. Rồi, yes. Rồi, 2222, trưởng phòng nha. Trưởng phòng, lương cao cao xíu. TP. Rồi, trách nhiệm là 200. 2000, giảm hàn nhỉ. Lương bao nhiêu đâu. Yes. Rồi, anh tiếp thị nè. Nhập mã 33333. Tiếp thị bia 33 nha. Lương tiếp thị rất thấp. À, nhưng mà doanh số thì cao. 33333. Với hồng là 0.1. Ok. Rồi, no, xuất ra. Rồi, lỗi. Không, không, xuất ra không sao. Đó, bảo lỗi nè. Unknown format conversion. Tức là cái format nó không có đúng. Format nào không đúng mấy đứa. Không, 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 cái vị trí xuất hiện nữa. À, cái nào? Cái màu. À, đấy. Số cái vị trí không quan trọng nha mấy đứa. Không, không, nó chỉ không đủ chỗ để nó đẩy ra thôi. Đấy, chứ cái vị trí số 6 này không quan trọng ha. Rồi, ok. Đấy, bạn nào bạn tinh mắt dữ nhỉ. Thôi, chết cha, đến giờ mới được rồi, 9:30. Rồi. Rồi, trưởng phòng. Rồi, no, yes. Rồi, trách nhiệm, à, tiếp thị. Rồi, doanh số. Rồi, yes. Rồi, 3333, ông này là ông nhân viên bình thường nha. À, NV. Rồi, no. Ủa, vẫn bị là sao? Illegal format conversion exception, chuyển đổi nè. Dòng mấy ta? Float nè, print float nè. Cô đang sai chỗ nào ta? 6.0. À, rồi 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 rồi, hiểu hiểu. Các bạn để cho cô 0.0 đi ha. Double, ủa double đâu cần. Double để không được rồi. Cái gì kia ta? 6.0, 6.0. Kì ta, nó không convert được á, nó bảo lỗi convert kiểu á. Rồi, nhiều khi kiểu số nguyên nó lỗi hả. Rồi, ok, không sao không sao, bình thường chạy mấy bình thường cái không, cô code còn lỗi được nói mấy đứa đấy, minh chứng cho việc cô code còn lỗi. Ờ, sao ảo vậy? À, chạy bình thường không đúng là cũng chuyện bình thường. Chạy bình thường mà kết quả sai á, gọi là không, chạy không đúng á. Rồi. Rồi. Rồi, no. Chuẩn chưa? Cái chỗ 0.0 á. Tại vì mình để format mà để không nó kiểu in. Nó bảo lỗi format chỗ đấy, hiểu không? Ê, chuẩn chưa? Đã thỏa mãn bằng Nam chưa? Đó là cách viết rồi Nam. Được chưa? Thấy ngắn gọn không? Đấy, chứ ông làm cái ông viết bốn hàm mấy đứa, ông viết dã man thiệt.